Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bên nội khá ngoại, đường trên khá dưới, bên trong khá ngoài, cùng bạn bè thân thích, kính thưa cô bác, các chú, các ý, các anh, các chị, các dì, các bạn, kính thưa các bạn yêu thơ Mường Vang, các bạn yêu thơ ca sáng tác văn học nghệ thuật Trung ương Hà Nội, bạn bè con gái, cháu chắt và con làng xóm đã bớt chút thì giờ vàng ngọc của Mường Tôm, Mường Khả, Mường Vó, Mường Chiềng, Mường Trại, Mường Lâu, Mường Vang, Mường Cắt, Mỹ Thành, và đặc biệt là có các cụ Mộng, Mường Bai Vớn, xã Đình Cư, Mường Đao ở Kỳ Sơn, Mường Sào Đông, Kim Bôi. Thay mặt cho gia đình, cháu Minh, tôi, ông Minh là ông thân sinh con, một trai, ba gái. Một ông nội của 29 cháu là cụ của 10 chắt, có đầy đủ trai gái, nay đều khôn lớn, chăm ngoan học hành, hay làm hay làm, chăm chỉ lao động, nay đang lớn lên trong môi trường nông thôn xây dựng to đẹp đàng hoàng. Với tuổi 80, bà Minh, ông Minh, bà Minh rất sung sướng, rất tự hào. Cháu Quang Minh có vợ là Bích Lặng, từ ngày hôm nay mùng 8/4/2014, tức tháng 3 ngày 9 năm Ngọ, Giáp Ngọ, tháng Mậu Thìn, ngày Kỷ Dậu, giờ Giáp Tý, hai cháu bước sang một trang sử mới là xây dựng tổ ấm hạnh phúc trăm năm, trụ cột của một dòng họ, của gia đình có truyền thống đoàn kết lao động, cần cù ham học ham làm, là một tế bào trong cộng đồng Tôm Ba, xã Tân Lập, Lạc Sơn, Hòa Bình. Kính thưa hội hôn hôm nay, thay mặt cho gia đình cháu Quang Minh, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của bà con bên nội, bên ngoài, gần xa, các bạn bè của ông Minh, bà Minh, bạn bè của con trai Bùi Văn Thu, bạn bè cháu Minh. Xin cảm ơn ban tổ chức hội hôn đã vượt qua trời mưa to, đã tạo nên ngoài điều kiện cho bữa cơm tiệc có cơm dẻo, canh ngon, rượu thơm. Cảm ơn các cô, các chú, các ý, các bà có nhiều lời hay, ý đẹp làm cho buổi lễ thành hôn hôm nay thành công tốt đẹp, và ghi lại những nét chỉ có 102 trong buổi lễ ngày hôm nay. Cổ nhân có nói, ma chê có trách, chắc ban tổ chức và gia đình chúng tôi hôm nay không tránh khỏi những điều còn thiếu sót. Xin họ hàng nội ngoại gần xa tha lỗi. Một lần nữa tôi xin chúc bà con nội ngoại luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cười thế nào, cười tươi thế nào? Cười tươi thế nào? Như này nhé. Ây da. Cười cười lắm. Bà có bó cường nó trao dạ. Cho thêm mấy cái người lên đây nào, mai khơi. Vâng. Ăn xong. Bắt cái mình đấy, đấy, bắt cái mình đấy. Không chứ. Không à? Không. Mua mày to, mua mỏ, hai mày ôi à. Chốt trong một cái hộp ạ, với cái đồ nỏ là lên cái búng công lại. Đơn là vừa ghi âm, vừa thiện. Đấy, cho nên khi mình... Nhưng mà đỉnh hôm nay là coi như hết đấy. Mà đỉnh hôm nay là 9 giây ạ. Tức là nó thú pin ạ. Pin này. Là mà ôi chứ đẩy biến đi. 3 lần đấy, 4 lần thì chỉ có 9 giây thôi. Đây là đai mà nó. Chú để đai vô. Mấy giống là bảo rằng là... cái chẳng như mảy móc à, ai như là nó đem là cái chẳng như cho cái ghi âm như thế này là Oh,
Trái tim anh vẫn nhịp tim người đã
dòng cùng núi đá đồng ngàn đôi thờ ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vân lùi đó, đây nè. Nghe chú Vân. Gracias.
Hey. Đại diện cho phiên nhà cải là phương họ, tôi tuyên bố cho con cải nhân mình với khôi thiểm và xin mời cho chủ tả phương nhà là tên con cháu mình là anh ba. Để chính thức quan nhà mình đã có cháu mà tên cháu nó là anh ba, tôi bảo cả mà cô ảnh phép cái khát long.
mai đó. Phải có mấy con lại. Ba phải nhá. Ai thiên tốt nhỉ? Được. Bao lá lớn bụi. Nào, đón ông nào. Hồn trình con các người chứ rộ chứ cái về luôn như bên em đang các chủ cùng cảm thấy cùng là liệu có gì không em? Dạ. Liệu có gì đâu? Gì thì biết thôi ạ. Thank you.
con chảy nên chú phụ về chú đi thôi ạ.
Bảo thấy đúng cửa nhưng ăn cửa em mà báo nhá. Quần hai cái à? Đây, con lại mời các bà đưa đón theo chúng ta tập trung về ngay chỗ hàng ghế chúng tôi lên kế trắng để chuẩn bị làm lễ thay ngôi cho hai cháu. Bên cả nhà trai mà cả lời cảm ơn cả bên cả nhà gái coi như là đi đưa con về là cho bố mẹ cho nên ăn thua đây là tốt đẹp rồi coi như để đúng coi như đẹp rồi đây thay mặt coi như cả gia đình bên nhà trai cảm ơn bên cả nhà gái coi như là chúc sức khỏe bên cả nhà gái là mạnh khỏe chúc coi như là sức khỏe bên cả du cháu là hạnh phúc hơn mời các bố một trang vỗ tay không ạ. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa bên nội khác ngoại, đường trên khai dưới, bên trong khác ngoài, cùng bạn bè thân thích, kính thưa cô bác, các chú, các ý, các anh, các chị, các dì, các bạn, kính thưa các bạn yêu thơ Mường Vang, các bạn yêu thơ ca sáng tác văn học nghệ thuật Trung ương Hà Nội, bạn bè con gái cháu chắt và con làng xóm đã bớt chút thì giờ vàng ngọc của Mường Tôm, Mường Khả, Mường Vó, Mường Chiềng, Mường Trại, Mường Lâu, Mường Vang, Mường Cắt, Mỹ Thành và đặc biệt là có các cụ Mộng, Mường Bai Vớn, xã Đình Cư, Mường Đao ở Kỳ Sơn, Mường Sào Đông, Kim Bôi. Thay mặt cho gia đình cháu Minh, tôi, ông Minh là ông thân sinh bốn con, một trai, ba gái. Một ông nội của 29 cháu là cụ của 10 chắt, có đầy đủ trai gái, nay đều khôn lớn, chăm ngoan học hành, hay làm hay làm, chăm chỉ lao động, nay đang lớn lên trong môi trường nông thôn xây dựng to đẹp đàng hoàng. Với tuổi 80, bà Minh, ông Minh, bà Minh rất sung sướng, rất tự hào cháu Quang Minh có vợ là Bích Lặng. Từ ngày hôm nay mùng 8/4/2014 tức tháng 3 ngày 9 năm Ngọ, Giáp Ngọ, tháng Mậu Thìn, ngày kỷ Dậu, giờ Giáp Tý, hai cháu bước sang một
trang sử mới là xây dựng tổ ấm hạnh phúc trăm năm. Trụ cột của một dòng họ, của gia đình có truyền thống đoàn kết lao động, cần cù ham học, ham làm, là một tế bào trong cộng đồng Tôm Ba, xã Tân Lập, Lạc Sơn, Hòa Bình. Kính thưa hội hôn hôm nay, thay mặt cho gia đình cháu Quang Minh, tôi xin cảm ơn sự hiện diện của bà con bên nội, bên ngoài, gần xa, các bạn bè của ông Minh, bà Minh, bạn bè của con trai Bùi Văn Thu, bạn bè cháu Minh. Xin cảm ơn ban tổ chức hội hôn đã vượt qua trời mưa to, đã tạo nên mọi điều kiện cho bữa cơm tiệc có cơm dẻo, canh ngon, rượu thơm. Cảm ơn các cô, các chú, các ý, các bà có nhiều lời hay, ý đẹp làm cho buổi lễ thành hôn hôm nay thành công tốt đẹp và ghi lại những nét chỉ có 102 trong buổi lễ ngày hôm nay. Cổ nhân có nói, mai chi có trách, chắc ban tổ chức và gia đình chúng tôi hôm nay không tránh khỏi những điều còn thiếu sót. Xin họ hàng nội ngoại gần xa tha lỗi. Một lần nữa tôi xin chúc bà con nội ngoại luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin biết ạ. Anh ơi, một lần nữa camera với lại nhà điện thoại chúng ta tắt. Xin mời các cụ. Còn có khi cách đăng ký kênh Người Mường TV 2 trên điện thoại di động của mình, các bạn vào ứng dụng YouTube, trên mục tìm kiếm của YouTube các bạn gõ chữ Người Mường TV 2 tiếp đến các bạn bấm vào tìm kiếm ở cuối trang. Và đây là kênh Người Mường TV 2 xuất hiện. Trước khi đăng ký, các bạn có thể xem một số video ở bên dưới. Và các bạn bấm vào nút đăng ký màu đỏ. Sau đó các bạn chia sẻ và bấm vào hình quả chuông ở bên cạnh nút đăng ký màu đỏ. Bởi đây là kênh của tôi nên là không xuất hiện cái hình quả chuông. Nếu mà máy điện thoại của các bạn chưa đăng ký thì nó sẽ xuất hiện cái hình quả chuông ở bên cạnh chữ đăng ký màu đỏ. Các bạn bấm vào đấy để được nhận thông báo những video mới nhất. Chỉ như vậy thôi, rất đơn giản, các bạn đã đăng ký xong kênh Người Mường TV 2 và các bạn có thể trải nghiệm các video mới nhất của kênh. Xin lưu ý với các bạn là không nên đăng ký qua Facebook, bởi vì thường thường kênh Người Mường TV 2 sẽ được chia sẻ trên Facebook và các bạn có thể xem trên đấy qua YouTube, nhưng mà đăng ký ở trên đấy thì là sẽ không đăng ký được, bởi vì nó đòi đăng nhập bằng Gmail. Cho nên các bạn có thể phải vào trực tiếp ở trên YouTube trên thoại di động của mình và làm theo các bước hướng dẫn như lúc nãy. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và chia sẻ.